Ok, chào bạn, mình là Gà đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Rogue. Và Rogue vừa cập nhật thêm một cái người trainer nữa, gọi là hai trainer. Nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là trainer ẩn dấu, ẩn mặt hay là gì đó các bạn. Thì người trainer này ở bên CCG nó có, hiện tại mình đang training về nhân vật CCG nhá. Còn ở bên Rogue, ở bên Gun đó thì mình không biết là cái nhân vật hai trainer nó có hay không. Bởi vì bên Gun nó hiện tại chỉ có nhân vật là Kaneki để training chúng ta thôi, nằm ở trước cái nhà, trước cái shop của bên Gun các bạn, khi bạn spawn vào cái bản đồ ấy. Thì đây nè các bạn, đây là nhân vật mới nha. Nhân vật này thì sẽ không yêu cầu các bạn hoàn thành bất kỳ một cái trainer nào trước đó. Có thể hoàn toàn trainer miễn phí, giống như là một cái vận động viên các bạn mặc một cái áo màu vàng, một cái quần màu xanh lá cây, cái gu thời trang lạ quá ha. Gu thời trang của thanh niên đúng lạ luôn. Đây các bạn, ở phiên bản trước thì chúng ta dừng lại ở nhân vật là Yukinori Shinohara. Đó, nhân vật có một cái mái tóc nó giống như là bị hói vậy các bạn. Thì nó yêu cầu chúng ta là phải hoàn thành được cái S1 Kotaru Amon và cái suit là Yukinori Shinohara, tức là hai cái trước đó các bạn. Cái này nha. Và cái này nha, các bạn có 100%. Đây 100%, Kotaru Amon 100%, tức là đây Proceed 100%. Rồi cái này nữa, Yukinori Shinohara 100%. Đó, hai cái này 100% thì các bạn mới training được cái Yukinori Battle này các bạn. Ok nhá, hiện tại mình đang hoàn thành được 20% rồi. Thì ở chế độ training này các bạn vẫn chỉ là bấm phím thôi. Nó hiện một cái phím bất kỳ, các bạn bấm một cái phím y chang như vậy là coi như các bạn đã hoàn thành một cái phần training. Và mỗi lần các bạn hoàn thành xong á, thì nó cho các bạn khoảng 8 level hay là 10 level gì đó, với số điểm là khoảng 20 điểm. Và cái nhân vật hai trainer vừa mới ra là Hideyoshi Nagachika. Nó không yêu cầu gì cả, đây no requirement. Các bạn cấp 1, các bạn cấp 10, các bạn cấp 1000, các bạn chưa bao giờ training những cái tầng trước thì các bạn vẫn có thể training được cái hai trainer này. Thì mình sẽ cho bạn coi nha. Hiện tại thì mình đã trainer được 20% rồi. Ở đây nó ghi một cái stat á, là khi các bạn hoàn thành xong 100% thì các bạn sẽ được tăng kinh nghiệm là increase ASP gain per cop. Cop là cái gì ta? Chắc là mỗi lần các bạn giết hay là các bạn ăn một cái nhân vật NPC nào đó ha, thì sẽ tăng cho bạn 25% kinh nghiệm. Cái này mình nghĩ là 25% không phải là 25 điểm kinh nghiệm đâu. Rồi mình sẽ training cho bạn coi nha. Đấy, thì cái cách chơi ở bên cái cách trainer đối với nhân vật này á, là các bạn hãy bấm ở chỗ này cho nó giống với cái hình bên đây. Cái chỗ nào sáng thì các bạn để sáng, chỗ nào tối các bạn để tối thôi. Đấy, tắt 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 tắt. Như vậy là xong các bạn. Rất là easy đúng không? Cập nhật trainer đúng dễ luôn. Và mỗi lần các bạn training xong sẽ cho các bạn 30 point, 30 điểm, tương đương với lại 10 cấp các bạn, 10 level. Đây. Hiện tại mình đang cấp là 871. Hồi nãy mình là 861 nhá. Bây giờ mình là 871. Physical mình hiện tại là 100, speed là 200. Và mình nghĩ những cái mức này như các bạn comment rất là nhiều á, là cái mức tối đa rồi. Các bạn tăng nữa thì cũng vậy thôi. Do đó thì còn số điểm còn lại các bạn cứ nâng vào cái win win và durability nha. Cái durability sẽ giúp các bạn máu trâu hơn, cái win win sẽ giúp các bạn xài cái gun, xài cái CCG của các bạn mạnh hơn. Cái máu mình 1050 và bonus 50 điểm thì mình nghĩ nó khá là trâu rồi. Dạo gần đây thì mình không có cày từ game này nữa, do càng lên cấp càng cao á các bạn, các bạn training nó khá là chua, lên cấp cực kỳ lâu luôn. Cũng như là không biết review cho các bạn cái nội dung gì ở trong cái tựa game này. Có thể là mua một cái vũ khí mới vân vân. Thì cái đó các bạn hãy comment bên dưới nha. Mình nên mua vũ khí nào, và chắc chắn hiện tại là mình chỉ mới có 12 triệu gen thôi, và RC là 140.000. Do đó mình sẽ không đủ tiền để mình mua những cái vũ khí cho bạn coi ở bên CCG nha, cũng như bên Gun. Tại vì bên Gun mình chưa có luyện luôn, bên Gun mình mới có cấp mấy chục thôi. Và hiện tại mình vẫn đang xài cái cây vũ khí của mình là Kura thôi. Kura màu đen huyền ảo. Đó, hai chế độ nha, hai hình dáng. Một hình dáng là một cái vũ khí, một hình dáng là song kiếm, một hình dáng là đơn kiếm, đơn đao, song đao gì đó cái kiểu. Thì mình đã nói là bên CCG á, ngoài việc các bạn có thể training theo cách truyền thống, các bạn có thể training bằng cách đó kiếm tiền các bạn, bằng cách là hoàn thành những nhiệm vụ của một cái người ở trong đây đặt ra. Khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật này, chúng ta sẽ có cái reputation complete. Nó yêu cầu chúng ta là đâu rồi, start đó các bạn, giết 7 người và các bạn sẽ giết Aurigi member là 14 con. Mà nhiều bạn nói là không nên giết human đúng 7 con, chỉ cần giết human là 6 con thôi. Thì sau mỗi 2 tiếng á, các bạn có thể cash out số tiền nó ra tương đương với lại cái reputation các bạn. Hiện tại mình đang có là góc phải dưới bạn thấy ha, 2000 điểm reputation. Cho nên là mỗi 2 tiếng mình sẽ có 2000 gen. Đừng nên gây sự với ta nhá, ta chém một cái là chết bây giờ. Mặc dù ta không biết là người mạnh hơn ta hay là yếu hơn ta, nhưng mà gây sự với ta, ta chém một cái là bay đầu nhá. Hên xui thôi. Có thanh niên nào đang đó đang giỡn mặt với lại con này à? Ghê vậy? Chết không? Trời ơi, solo luôn. Chúng ta sẽ cùng quan sát. Thanh niên ấy đang xài một cái vũ khí như là một con nhện các bạn.
và đang chiến đấu với lại cái con quái vật này, Tori, và sắp chết rồi. Thanh niên này chỉ còn khoảng 30% máu, 20% máu. Rồi, chết ngắt luôn, rip. Hello. Thanh niên này chết mình ăn ké thôi các bạn. Nè, nè. Chết liền, giỡn mặt. Thank you so much. Lâu lâu mới được ăn thịt các bạn, thường thường ăn chay không mà, lâu lâu mới được ăn thịt. Ba mạng người đã ra đi. Rồi, nó chết ngắt luôn rồi. Thì cái tình, đúng là cái tựa game này là một cái tựa game chiến đấu không khoan nhượng được các bạn. Rồi thì nội dung video chỉ như vậy thôi các bạn, nó hơi ngắn ha. Trong video này mình chỉ là muốn thông báo với các bạn là có một nhân vật mới của bên CG. Còn bên Gun mình không biết có hay không, đó là nhân vật High Trainer. Các bạn training một quá trình thì sẽ cho các bạn lên được 10% và lên được 10 cấp độ với lại 30 điểm nhé. Dạ, và hy vọng bạn thích video này, và nếu các bạn muốn mình mua một cái vũ khí nào đó tiếp theo bên CG thì hãy comment bên dưới nha. Có thể trong video tiếp theo mình sẽ mua. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.